Và rõ ràng là thời điểm này thì quý vị cũng nên quan tâm đến việc là chúng ta đi đâu và làm gì. Có một cách mà Phương Thảo cũng có thể gợi ý đến cho tất cả quý vị. Rất là dễ, Phương Thảo rất là hay chụp ảnh. Ví dụ như là bây giờ Phương Thảo đi đâu, Phương Thảo cũng chụp ảnh cả. Và khi mà chúng ta có những cái thông tin là bây giờ mình đến những khu vực nào, nên nếu như trong trường hợp ví dụ như là tại khu vực Đông Anh vừa rồi chẳng hạn, thì nếu mà có một cái trường hợp mà có một cái ca nghi nhiễm mà hiện tại chưa rõ nguồn lây như thế nào, thì quý vị cũng có thể rằng là theo dõi lại cái chuỗi hình ảnh của mình. Từ đó thì mình có thể biết được là mình đã đến những nơi nào và có những cái thông tin dịch tễ cho chính bản thân. Và đó là những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên địa bàn thủ đô Hà Nội để gửi đến cho quý vị về tình hình dịch Covid-19. Còn bây giờ thì sẽ được chuyển đến cho quý vị những thông tin về dịch Covid-19 trên cả nước. Có một thông tin ở Lâm Đồng đang khiến cho nhiều người rất là bức xúc, đó chính là tình trạng là tráo người đi cách ly. Chúng ta cũng theo dõi thông tin này trong những ngày vừa qua và khiến cho nhiều người cũng cảm thấy lo lắng về tình hình dịch bệnh sẽ càng diễn biến phức tạp hơn khi ý thức về việc là đi cách ly của người dân như thế này. Và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, và đáng lưu ý là đây là hành vi đánh tráo người đi cách ly. Đối tượng được xác định là F1 ở tỉnh Bắc Ninh đã đi cùng với một nhóm người khác trên xe chở hàng từ tỉnh Bắc Ninh về thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khi đến huyện Lạc Dương, lực lượng phòng chống dịch đã dừng xe yêu cầu khai báo y tế. Do trở về từ tỉnh Bắc Ninh là địa phương đang có dịch nên đối tượng cùng một người nữa phải thực hiện cách ly trong 21 ngày. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện cách ly theo quy định mà sắp xếp thỏa thuận để người khác đi cách ly thay mình. Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương cho biết vì những người được đưa đi cách ly đều mặc đồ bảo hộ kín mít. Bên cạnh đó, do hai đối tượng đã có sự sắp đặt, thỏa thuận để khai báo thông tin nên cán bộ Trung tâm Y tế Lạc Dương đã không phát hiện ra việc đánh tráo người đi cách ly này.